Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại thì Long đang có mặt tại bản làng ở dưới cái thung lũng đá này, rất là khó khăn, rất là nhiều những hộ gia đình khó khăn, nước thì chả có dùng, đất đai không có khu vực nào để canh tác cả, có một chút cái này để trồng ngô các thứ thôi. Ngày hôm nay thì tem Về Miền Tây Bắc có quay trở lại gia đình mà hôm trước có tặng bạt để lợp lại mái nhà ấy. Thì hôm nay chuẩn bị một ít đồ ăn với gạo với cả thiết yếu phẩm vào để tặng gia đình. Bữa hôm trước Long đến thì cũng vào đột xuất ấy, nên là cũng không có mua được thiết yếu phẩm gì. Và hôm đó thì có tặng gia đình 400 ngàn đồng tiền mặt. Thì hôm nay thì mới mua được gạo với cả mắm muối mì chính cái thứ vào. Giúp chú với. Giúp chú bê đồ vào được không? Đi. Đấy, đi đi. Xong vào đây ăn kẹo luôn. Đi. Đấy. Nào, từ 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 có cái bát trong này đấy, cẩn thận nó vỡ. À, rồi, con giúp chú cái này. Nào, rồi, bạn trẻ. Úi giời ơi. Đấy, đi đâu rồi có đệ tử chân truyền luôn. Vào trong bản này nhiều cái này. Dạ. Tặng bé này ít kẹo. Thấy mẹ con vẫn đập ấy à. Hôm nay thì vẫn thấy mẹ con đang làm đỗ, làm mấy ngày không xong rồi. Mình đi vào đây cách khoảng gần một tuần rồi mà vẫn thấy mẹ con vẫn đang phải dùng cái côn tự chế này để đập tách hạt đỗ. Vẫn là những cái hành rất là quen thuộc. À, nó tha. Tặng con gái. Cảm ơn chưa? Cảm ơn. Nhanh lên, cần cười gì nữa, rón rén gì nữa. Nào bạn này, bỏ áo xuống nào, hai tay nào. Hai tay nào, rồi đúng rồi. Vào đây con. Hai tay chứ. Nào. Ừ, đúng rồi, quen đi chứ chị. À xong rồi à? Bê lên trên kia cho chú rồi à? Cho hai thằng cả túi, còn bao nhiêu ăn bị nhiêu. Cảm ơn nhá. Tí lên kia ăn cơm nhá. À biết tiếng phổ thông ấy chứ nhỉ? Học cái lớp mấy? Cháu học cái lớp mấy? Lớp 7 à? Còn học không? Nghỉ gì à? Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy rồi? 14 tuổi à? Thế tí lên ăn cơm nhá. Đấy, học đến lớp 7 là biết nói tiếng phổ thông thì đã tốt rồi. Cho các em này với nhá. Trần chuồng hết này. Ở đây thì ô tô thì không vào được, thì sẽ để cách đây chừng khoảng 2 cây số và đi xe máy vào. Đường vào đây, đường xe máy thì là một cái lối mòn ấy. Bà con đi lại nhiều thì nó tạo thành lối mòn. Đi vào đến đây thì vẫn còn khá là dễ. Đi vào sâu bên trong kia thì toàn đá thôi. Cũng gần trưa rồi thì tiện hôm nay có chợ phiên thì Long mới mua được chút đồ ăn. Bình thường thì ở đây thì không có chợ phiên thì không có chỗ nào bán rau với bán thịt đâu. Thì chỉ có chợ phiên mới mua được đậu, mua được thịt với mua được rau. Thì tranh thủ chợ phiên thì mua một chút đồ ăn về cho gia đình cải thiện bữa ăn. Hôm nay anh em mình cũng cùng gia đình ăn cơm luôn cho vui. Nấu nướng quây quần, khổ quá gia đình. Đường lên gia đình thì dốc đá, toàn đá không. Chiu. À, vừa thấy chị ở đây mà chạy lên quanh đâu rồi. Nhóm trông à, nhóm bếp à? À, trai lớn đang nhóm bếp, chắc chuẩn bị nấu cơm quá. Đây, vừa nãy mấy cháu cái xách đồ để đây rồi. À, vào trong này một chút, hôm trước có mua tấm bạt này thì chú ấy đi đỡ đám ma xong hôm nay lại đi đâu rồi lại chưa lợp. À, đun nấu trong nhà khói bụi quá nhỉ. Đây hai mẹ con chắc đang nấu cơm rồi. Nồi gì đây?
Có gạo đấy. Em bảo đây cho cô biết này. Đây là 10 cân 10 kg cơm gạo này. Bảo đây, bảo cô ơi. Ngồi đây đi, cho chỉ cho nào. Đây là gạo nhé. Có cái gì cởi cái này ra. Ê, buộc chặt thế. Có cái xô gì đựng không? Cởi cho chú đi. Thanh niên mày cởi xem nào. Tay yếu nhỉ. Cởi được cái gì ra không? Đây này. Hôm nay thì có mua dầu ăn này, xà phòng, bột giặt này, dầu rửa bát này, mì chính, đũa, này, đũa. Cái này rẻ, khăn rửa bát này, bột canh, nước mắm này, đậu phụ, tí ăn cơm này. Cái rau cải, cái thịt lợn gom túi vào đây để tí còn vớt dầu vớt rác được không, có cởi được không? Không cởi được cái cắt, mang đi chú cắt. Ở quán nó buộc chặt quá. Thôi chắc là cắt đi con ạ, cắt đi được, cắt đi xong là lấy cái túi này đựng ấy sau. Cắt tạm đi xong là lấy cái túi bóng đựng. Đây, cho này vào bếp. Đây là hôm nay mua tặng gia đình ít đĩa với cả ít bát luôn. Đĩa bát này chứ gia đình chả có bát đũa mà ăn cơm đâu. Đĩa này tí nó rửa đi thì ăn cơm. Bát thì mua bát sứ này cho sạch sẽ, dùng đồ nhựa thì nhanh bị ố, nhanh bị hỏng lắm. Còn đây là 10 cân gạo, đấy, xong tí nó lấy dây buộc vào. Để nấu cơm đã, ăn xong nó buộc cái tải gạo này sau. Em bảo cô là chú đi, hỏi chú đi đâu rồi. Cô bảo gì? Cảm ơn rất là nhiều à. Cô bảo cảm ơn rất là nhiều vì đã cho cô những thứ này. Hỏi chú đâu? Hỏi chú đâu rồi? Bây giờ đi hộ ở trong nhà. Hôm trước về đám ma xong rồi đi trong nhà ấy. Thì hôm nay chắc cái chú không ăn cơm nhà rồi đúng không? Thế bảo cô là nấu cơm cho anh em mình ăn cơm với. Đây gạo đây, gạo đây. Có nước không? Thử ra đây tìm xem có nước để rửa. Để rửa thịt các thứ. À đây. Thì chúng tôi sẽ ngồi quây quần ở đây thì cùng nhau nấu cơm. Đây ăn cơm luôn nhá. Đây, thế nhặt rau đi nào. Đây. Em biết nhặt rau không? Có chứ nhỉ. Đây đi học lên lớp 7 rồi, biết nói tiếng phổ thông là rõ giỏi rồi. Đây là thịt nữa, tí luộc xong thái đi. Đậu này cũng thế này. Nhanh. Hả? Đấy, Giai lớn đang nhóm bếp giỏi chưa? Cái này thì đun nấu bằng những cái chã ngô này. Chã ngô này thì nhóm bếp nó rất là cháy, nhưng mà gió như này tạt như này thì nguy hiểm lắm. Chạn bát thì ngay đây, giường tủ ngay đây. Sợ lắm. Đun nấu cách nhau cách có 20-30 phân như này thì gió nó tạt cái nguy hiểm. Nhưng nó bắt lên cái là bùng cháy nhà luôn. Đi ra đây xem quanh qua cái nhà này, sợ lắm. Cửa thì kinh này, cái thanh ngang thì vắt ở đây thì với cả cái đầu này thì long thì chạm vào cái thanh xà rồi. Đi cũng nào phải cúi. Đi ra ngoài này quay nhà xem sợ chưa. Đấy. Nhà cửa này.
chỗ thì có những cái tấm gỗ cũng to to đấy, hoặc là ẹt. Cửa thì bằng những cái lan tre, bên này cũng thế. Bởi còn từ cái chỗ trái này hất lên trên là không có cái gì bao bọc cả. Nấu cơm trong này sợ, gió lùa qua cái khe này kinh khủng luôn. Đây, mái nhà thì đây, lợp bằng cái cỏ danh. Cái cỏ danh này thì nó cũng như rơm, lợp một thời gian nó ải hết, hỏng hết. Nhà này muốn sập lắm rồi. Cột nghiêng nghiêng sẹo sẹo sang bên. Nhà thì vừa nấu ăn các thứ trong nhà, ngủ nghỉ trong nhà luôn. Ở phòng vệ sinh thì không có. Đá thì bốn bề xung quanh toàn là đá không thôi. Vệ sinh thì cứ đi vào những cái khe đá, hốc đá này thì vệ sinh thôi. Giấy giếc cũng chả có, nước cũng chả có, khổ lắm. Đi sang bên ngoài này xem. Mái nhà của cô chú ấy thì đây, một lửa ranh. Nhìn thấy cái ranh bên này thì nó sệ hết xuống rồi. Cái nhà thì nghiêng sang một bên này. Nhà này nghĩ chỉ vài tháng nữa là xuống rồi, không thể mà trụ được lâu. Bên trên này thì một lửa được che bằng bạt để phủ cái bạt đấy. Thì hôm trước thì cái bạt mà để giải quần áo ra cho bản làng, phát cho bản làng ấy, thì Long cũng dành cho gia đình này, để mấy đứa chú xong công việc bên đám bên kia thì chú về nhà chú xem kê và thêm chỗ, phủ thêm chỗ nào cho nó đỡ dột được ngày nào hay ngày đấy. Trên này thì lém cả đá lên, lém đá lên để giữ cái bạt này. Không có dây cơ, không có tiền mà mua cái dây chun hay không có tiền mà mua dây chạc các thứ để buộc đâu. Đầu bên này thì có được hai cái dây vải. Thiếu thốn đủ đường, nói chung là gia đình không có một cái gì hết. Cái gì cũng cần. Cần từ đồ thức ăn, thức uống cho đến tất cả những thứ sinh hoạt. Chăn nuôi thì không nuôi được một cái gì hết. Quá nghèo luôn. Nhìn chú ấy cũng tiêu điều lắm. Nghe nói ở trong bản làng thì chú là một người rất là nhiệt tình. Khi mà bản làng có công việc ma chay hay bất kỳ công việc dựng nhà cửa nào thì đều có mặt của chú. Bởi vì chú là cũng kiểu như là cũng trưởng thành trong bản làng và biết rất là nhiều những công việc đấy. Nên người ta hay nhờ lắm. Nhưng mà nhà cửa thì quá là kinh khủng. Cũng yếu lắm rồi. Cô thì ngờ ngờ nghệch nghệch, khờ khạo lắm, không biết gì đâu. Nhà rột hết mà. Đây, nhìn trông như kiểu khách sạn nghìn sao. Chả có chỗ nào ở chỗ nào cả. Con cái thì không được học hành gì cả. Đây cũng chịu khó đây mà đất không có nhiều. Trồng được ít đỗ tương này thôi. Trồng được ít đỗ tương, đỗ ngô, tí ngô. Đỗ tương không rõ còn nhiều mà đã đập xong hết rồi này. Đây cái tách ra cái vỏ với cái cận thì để dành đây để đun. Đập tay thôi, như kiểu bên kia ấy. Cũng nhanh lắm, bởi hôm trước thì đến ghi hình là chưa thấy đập, nhưng hôm nay đã đập xong rồi. Thế là cũng chịu thương chịu khó, nó cũng biết làm đấy. Nhưng mà đất đai thì nó hạn hẹp, nước thì không có. Trên này thì 100% nó không có trồng được, không cấy được lúa. Lúa nương cũng chẳng cấy được bởi vì có nương đâu. Mọi người có thể nhìn ra toàn cảnh bên kia kìa. Nó, những cái đá nó lởm chởm hết như này này. Cái dãy đá luôn. Ở đây thì toàn những cái căn nhà lêu siêu lẹo vẹo đây. Ở bên kia cũng thế. Những cái căn nhà như này thì làm sao mà có thể ở được. Nhiều lắm những cái hoàn cảnh mà khó khăn ở đây thì đếm không xuể. Kể cả ngay những căn nhà bên kia thì mẹ con đập kia cũng tiêu điều, sơ xác hết cả. Những cái ranh này thì chỉ đến ngực. Chúng ta và không đứng được. Khi đi vào nhà thì phải lách qua cái cửa rất là nhỏ đây. Thì em Sùng như là mình sẽ gác máy lại một chút và cùng nhau nấu cơm này. Sùng đang nhặt rau. Sùng, em Sùng thì mới đi theo Long các bạn ạ. Hai anh em hỗ trợ nhau thì giúp. Thì đi đến đâu thì em Sùng là người Mông thì em sẽ dịch cho cái kênh của mình, nó sẽ biết được đầy đủ thông tin hơn. Sùng cũng có một làm một cái kênh tên là Sùng Lang Thang à? Vâng. Đấy, cũng đi quay vùng cao này và cũng giúp đỡ bà con được nhiều lắm. Thì đây là đấy, ngoài cái chị mà đi lấy chồng rồi thì bạn này là bạn cả này, 15 hay 16 tuổi rồi. Học lên lớp 7 rồi. Tên là gì? Tên là gì? Lành. Lành á?
Bao nhiêu tuổi? Hỏi đến câu đấy nó không biết, chỉ biết tên thôi. Nó học đến lớp 7 nhưng mà chắc là bữa được bữa cái này, học cho kiểu học cho xong này. Chẳng có kiến thức gì đâu. Trên này thì toàn vậy thôi. Chào anh nhá. Vào chơi. Ở khu vực này thì cái trẻ nhỏ cứ tầm khoảng 2-3 tuổi ấy thì không có quần áo mặc đâu. Vì chúng tôi ghi hình thì phải bảo người lớn mặc quần áo cho ấy, để quay nó không bị vi phạm bản quyền, không xâm hại đến trẻ con cái thứ ấy. Chứ còn bình thường các bạn vào bản này thì tất cả những cái trẻ nhỏ như con út của cô chú này chỉ có trần truồng hết. Bởi vì nó không có quần áo mà thay. Các cháu ấy chưa tự đi vệ sinh được là đái ra quần, thì mùa đông như này thì có mà ngày mấy chục bộ quần áo mới đủ. Thì trên vùng cao này chỉ có 1-2 bộ thôi. Mặc mấy ngày bẩn đi thì phải thay, phải ra giặt chả kịp khô đâu. Toàn trần chuồng thôi. Trẻ con cứ thấy chúng tôi là đến là lại quây quần ở đây hết. Gia đình có cái nồi cơm nhỏ nhỏ xinh xinh này. Vừa đem gạo đến thì mới có cơm để thổi thôi. Mới có cơm để nấu thôi, chứ còn bình thường là đây. Đây là cái thức ăn, là cái mén mén. Ngô đã được xay ra rồi này. Xay ra xong là đồ cách thủy lên như kiểu đồ xôi ấy. Nhà ăn mén mén thôi. Này 15-16 tuổi rồi, học hết lớp 7 từ mấy năm rồi, nghỉ rồi. Nhưng mà chiều cao của em ấy thì chỉ rơi vào khoảng 1m1 thôi. Thấp lắm. Thì cũng biết đỡ đần mẹ nấu cơm cái thứ ấy. Nhưng mà kiểu như cháu cũng suy dinh dưỡng từ nhỏ ấy. Mẹ này thì khờ khờ khạch khạch, chả biết gì cả. Khổ quá. Đun nấu trong này thì cay xè mắt luôn. Chào anh nhá. Anh ở bên cạnh à? Đây thì những cái căn nhà của người Mông thì luôn luôn có một cái gác bên trên, và cái thang đi lên ấy thì là những cái cây gỗ to được tạo thành bậc này. Cứ từng bậc lên này một thì sẽ lên trên gác này. Gác này thì có cái tác dụng là đa phần là bà con làm ra để ngô khi mà mùa màng đến ấy, thì sẽ lượm ngô và hái và sẽ phơi khô, sau đó để lên trên này. Để lên trên này thì đun nấu kiểu trong nhà luôn, thì có cái khói gác bếp ấy, thì nó cũng sẽ đỡ bị mối mọt hơn. Đấy là cái cách của bà con bảo quản cái lương thực duy nhất của mình, đó là ngô. Trên này thì ăn ngô 100%, không có nhà nào có gạo ăn đâu, bởi vì có cấy đâu. Còn tiền thì chắc chắn không có rồi. Đây là cái thớt này siêu xinh luôn. Chõ này là chõ đồ mềm mén, nhà gia đình nào cũng có một cái chõ. Chõ này thì ở dưới xuôi mình hay dùng để đồ xôi, thổi xôi các thứ ấy. Nhưng mà đây thì là cái đồ không thể thiếu được để thổi mềm mén. Đây là mềm mén này. Mềm mén gia đình thì chẳng có cái gì cả, có mỗi cái túi muối iốt này thôi. Có mỗi một túi muối, mì dính nước mắm không hề có, không có gì cả. Đây là rau này. Bữa ăn bình thường là sẽ có mèn mén và rau luộc này. Gia đình nào mà cấy được rau thì có rau luộc để chấm, sau đó là hòa cái nước muối này ra để chấm để ăn thôi. Nó là bữa ăn hàng ngày qua ngày đấy, không có gì cả. Cô có cái nồi nào to to không để luộc ăn đây? Mà em xuống với em bảo cô bỏ cái rau này ra để lấy cái lồi luộc thịt ấy. Anh thấy có rau bên trong chắc phải bỏ ra đi. Đây, nồi to đấy. Có rau bên trong mà. Thì chắc là không biết rau bỏ ra đâu được. Ở trên này thì bát đũa không có. Mà ăn thì ăn bằng những cái bát nhựa này. Ví dụ như 2-3 cháu là túm tụm vào một cái bát này, mỗi người một cái thìa là xúc ăn thôi. Còn bố mẹ cũng vậy, toàn những cái thìa to này xúc thôi, chứ không có bát con đâu. Không có sới, không có bát để ăn như bình thường. Gia đình không có dao ở đây. Thì mình lúc nào Long cũng đi, Long sẽ chuẩn bị mang theo người hai chiếc dao các bạn. Một chiếc dao nhỏ đấy để gọt, hoặc là vừa nãy cắt cái bao tải đấy. Thì dao mèo đấy thì mình có xưởng rèn dao đấy, thì lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong người hai con dao. Đây, một chiếc dao nhỏ đấy và một chiếc dao to này. Dao to này thì có thể vừa thái và vừa chặt được, còn dao nhỏ kia mình để mình cắt. Đây, Sùng có dùng quen dao này không? Đấy, rất là sắc đấy, cẩn thận đứt tay nhé.
dao này thì cái vỏ gỗ này thì long cho các chú thợ của người Mông làm thủ công ấy, xong là doa bằng cái giáp đánh bóng lắm. Gỗ này gỗ đỏ được bọc bằng cái dây mây và thêm cái dây buộc váy của người Mông vào, nhìn trông cũng đẹp. Cái này có thể đeo vào thắt lưng luôn. Rồi cái dao nó nhọn nguy hiểm nên là lúc nào cũng phải có cái vỏ bao này. Còn cái dao này thì được rèn bằng cái nhíp ô tô, cái giảm sóc của ô tô ấy xong. Còn cái chuôi này thì cũng được làm bằng gỗ đỏ đấy, xong nó bọc cái đồng này vào nhìn cũng khá là đẹp. Dao này thì vừa chặt vừa thái được. Nó đa năng lắm, đi rừng cũng được. Nhìn rất là sát. Thì lúc nào trong người Long cũng chuẩn bị cái công đồ, gọi là gần như của đồ nghề ấy. Nếu mà làm quay phim như này thì trong túi các bạn thì đa phần là pin máy quay này, những cái thiết bị để quay. Nhưng mà Long lúc nào cũng phải cầm hai con dao đi. Thứ nhất là đi vào trong những bản làng sâu xa này cũng rất là nguy hiểm ấy. Mình phải cầm dao đi, cái ví dụ có xảy ra sự cố gì mình còn phòng thân. Đấy là nói thật rồi như thế. Thứ hai là đây, ví dụ như đi nấu ăn hay đi đâu cái thứ này, lên rừng nó vướng cái cây que các thứ nó cản đường mình đi thì mình phát. Nấu ăn các thứ thì mình có thể dùng ra luôn, chứ còn nhà thì lấy đâu ra dao đâu, chẳng có dao dựa gì cả. Bởi vì có dùng cái gì để dao đâu, nương thì không có để phát rồi, ngô thì cũng bẻ bằng tay, trồng bằng tay hết, đập thì cũng đập bằng cái côn gỗ kia. Đó. Nấu ăn thì có rau này thì lấy cái tay vặn cái là xong. Nấu đồ mèn mén thì có dùng gì đến dao đâu, nên là người ta không có mua dao và cũng chả có tiền mà mua quá. Hôm nay thì ăn uống cũng đơn giản thôi. Thì thịt thì sẽ em Sùng sẽ cắt xẻ nhỏ nhỏ, em cắt dọc đi. Em cắt dọc cắt đôi cho anh. Đấy đúng rồi, cắt dọc như thế để tí luộc xong thái nó mới thành miếng được. Cho hẳn ra cái chỗ to cắt không vào, cẩn thận vào đây thớt đây. Thớt siêu to khổng lồ luôn. Em cho vào cái chậu nhôm này đấy, xong em thái thì nó mới không bẩn, nó mới cẩn thận vào tay nhá, đứt nhá, đứt tay nhé. Thái thịt kiểu chiều đấy à? Bình thường là người ta ngửa thịt lên người thái đó. Em thái làm ba giúp anh. Đây này, em bỏ dao xấu quá. Thái một dọc này, xong một dọc này nữa, chia làm ba phần để tí mình luộc lên thì mình thái nó dễ hơn. Thớt nhỏ quá đúng không? Miếng thịt thì quá là lớn luôn. Những cái đoạn nấu ăn các thứ này thì Long từ bé Long đã được sống độc lập ấy, xong là ngày xưa đi học chuyên nghiệp thì mình cũng ở trọ nên là biết nấu ăn, nên là bây giờ Sùng ở cùng anh Long là vừa được anh Long dạy cho những cái công việc về làm YouTube này, về đời sống, về nấu nướng luôn, nói chung là đa phần đa di năng, mỗi thứ mình nên biết một tí. Sùng hỏi cô xem là vụ vừa rồi cô trồng được bao nhiêu tải ngô. Chị nói này cho tao xem bao cử. Bao kiểu lúc? Cho tao... tao xem rồi. 4 tải thôi. 4 tải á? Bây giờ còn tải nào không? Nhìn nó bột chua, chua bột chả xanh. Nhìn quanh nhà chả thấy đâu này. Chua ở... ớt xanh. Bây giờ chỉ còn 2 tải thôi. 2 tải để đâu? Anh có thấy đâu? Muốn cho được, nên muốn cho được. Mô ông ngập đẹp cái phải to nhau. À, tức là ở đây thì có chuột nắng cho nên là ra để nhờ nhà bên kia. À, thì có chuột vì cái nhà cửa như này gác như này thì chuột nó vào không giữ được nên phải gửi bên kia. Ăn đến đâu làm đến đấy à? Ô, đây có bé gái xinh quá này. Bé cái này còn học không? Xin chào. Có biết chú nói gì không? Sung ơi, em hỏi xem bé gái này có học không? Người mê có bậc cảm đăng. Học lớp mấy rồi mà sao lại không biết tiếng phổ thông này? Bây giờ là bỏ luôn rồi, không học luôn rồi. Chắc là học non mấy tuổi xong là bây giờ học đến lớp 1, lớp 2 là có. Sao ở trên cái khu vực mấy bản làng này khó khăn nhiều thứ thế nhỉ? Điện đóm nước non thì các cháu toàn học đến lớp 2, lớp 3 rồi là bỏ rồi. Ừ, luộc.
cái nước đấy bây giờ đổ nước lên đi xong cho thịt vào luộc. Cho nước sạch vào để luộc thịt xong mới nấu rau. Luộc thịt xong là lấy cái nước luộc thịt nấu rau. Rửa sạch thịt đi được em ạ. Các cháu có học đến lớp 2, lớp 3 cái là nghỉ thôi, nghỉ ở nhà đỡ bố mẹ làm nương làm ruộng. Xong là khoảng một vài năm nữa là học được cái gì là quên hết, coi như là đi xóa mù chữ xong rồi một vài năm là về đến nhà lại giao tiếp tiếng Mông, lại chẳng nói đến tiếng phổ thông nữa là lại quên. Hỏi cái gì lại chả biết trả lời gì đâu. Không nghĩ là đến năm 2022 rồi mà vẫn tồn tại những cái bản làng mà nó chỉ hơn những cái thời nguyên thủy một xíu xíu thôi. Thực sự là mình nghĩ là như vậy đấy. Chứ những năm đầu những năm 90, cuối những năm 1980 cũng không đến cái mức này. Những cái đời mà mới kết thúc chiến tranh nghe bố mẹ kể lại các thứ thì đi học xóa mù chữ các thứ là cũng không đến cái mức như này đâu. Mà ngày đấy còn cấy ruộng các thứ được, còn có cái miếng cơm mà ăn. Chứ đây thì cơm mà không có mà ăn. Sao lại khổ như vậy? Thế trai lớn này có đi còn đi học không? Hả? Có đi học không? Này có đi học không? Cháu không đi đâu à? Đấy có mỗi bạn này, bạn học cái lớp 7 là bạn ấy biết nói này, rất là rõ ràng này. Còn thế em này có đi học không con? Không đi học. Thế là có mỗi em mà được đi học cái lớp 7 thôi. Thế là nghỉ mấy năm rồi? Nghỉ lâu chưa? Nghỉ bỏ học lâu chưa? À, ăn Tết vừa rồi xong là nghỉ à? Đấy. Học cái lớp 7. Thế sao không đi học nữa? Bố mẹ không cho đi học hay là chán học? Tự mình không đi á? Sao không đi nữa? Chán học à? Sao lại chán? Đi học ở ngoài Lũng Hồ kia hả? Đi bộ đi học à? Ừ. Thế em đi học ở đấy là bình thường là thứ sáu thứ bảy đi xong là thứ hai đi xong thứ sáu thứ bảy được về đúng không? Ăn cơm ở đấy trong tuần là ăn cơm ở trường phải không? Ăn cơm ở trường thì có phải mang củi mang ấy gì đi không? Mang gạo đi không? Mang ngô đi không? Không mang. Nhà trường nuôi à? Nhà trường nuôi xong học. Hay. Ăn cơm ở trường rồi thì sao không đi học? Nhà trường nuôi thì thấy ăn cơm ở trường chẳng ngon hơn cơm nhà. Nhà làm gì có cơm mà ăn, toàn ăn ngô thôi. Hay về để lấy vợ? Hả? Thôi không hỏi khó nữa, biết là em ấy cũng không trả lời được gì nhiều đâu. Đây này. Cái bát này mình mua vừa lấy rất là sạch này, nhưng mà nấu cơm trong nhà cái là bắt đầu là cái bụi ở cái ngô nó bắn bụi hết lên này. Cái phản này cô ấy, vừa mình đến đây cô ấy phủi cho anh em ngồi bây giờ cũng sạn hết rồi, bẩn hết rồi. Nấu nướng trong nhà như này thì vừa khói bụi, vừa gọi là nói thật nó bẩn luôn đấy. Ôi và ngồi trong này cay xé mắt, nhưng mà kể cả người lớn lẫn trẻ nhỏ trong này đã quá quen thuộc với những hình ảnh này rồi, cay xé mắt không chịu nổi ấy. Không gian nó quá chật hẹp luôn. Cái khăn rửa bát này chắc để gọn lên đây cho gia đình còn biết này. Đồ đạc này sẽ để lên trên chạn này, tạm vào đây, không có chạn gì cả, cứ để ở đây thôi. Thế cô dùng thì cô sẽ bỏ ra. Bột giặt thì để đây, dầu rửa bát để đây, để riêng ra, không là cái dầu rửa bát là cái dầu ăn là không biết là lại nhầm sang nhau thì khổ. Đũa này để đây tí nữa chúng ta ăn cơm đậu này, bụi quá. Nên em Sùng làm rửa xong rau xong là ấy bát rồi, đem cái này ra ngoài trời nắng thì phơi để tí nữa ăn. Để trong này bụi lắm, vừa rửa xong rồi nhưng mà để cho nó bụi kinh khủng luôn. Anh em mang ra đây. Đây phơi tạm ở đây. Gần chúng lợn tí cho nó thơm. Bát này được phơi mà phơi nắng này thì quá tuyệt vời rồi. Thớt dao để đây này. Phơi nắng thì khô thái thịt. Đấy, cho một ít ánh nắng này cho diệt vi khuẩn các thứ.
Cô chú này lớn tuổi rồi mà bây giờ con vẫn còn đang bú kìa, con nhỏ nhất. Sang nhà này chơi tí trong cái lúc mà đang đợi luộc thịt. Nhà cửa. Đây thì nhà bên này còn chăn nuôi được bò này, được một con bò mẹ, một con bê con. Chăn nuôi được nhiều gà lắm. Đây có những cái gia đình mà có sức lao động ấy, có đất ấy, thì người ta trồng được cái cỏ voi này các bạn này. Trồng được cái cỏ voi này thì đấy về thái ra chăn nuôi được. Trời. Quá hoàn cảnh luôn. Nhà bên này thì nói chung là cũng biết chăn nuôi các thứ ấy, nhưng mà nhà cũng rộng rãi lắm. Tôn vách các thứ này. Đi vào đây chơi thì chào cô nhá. Nhớ không? Tôi ạ. Đi vào đây chơi tí nào. Đây nhà cô đỗ nhiều lắm này, treo hết ở trên này, cô đang đập đỗ đây. Thấy pạch 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 bên ngoài kia là biết là đập đỗ rồi. Nhà đây thì tương đối là rộng. Bên này thì có cái bếp truyền thống này. Bếp truyền thống, cái chạn bát đóng cao, bên này thì rộng rãi hơn một tí. Đi kia đang chăm con này, cho con ngủ à? Đi ra ngoài đi, bởi vì cũng thấy mấy trẻ nhỏ đang ngủ ấy. Đánh động cái cháu lại dậy mất. Đây, đây học đến lớp 7 mà nghỉ mấy năm rồi. Lớp 7 mà nghỉ mấy năm thì phải rơi vào khoảng 14, 15 tuổi. Thấp tẹt, suy dinh dưỡng, toàn chán là chán thôi. Nhiều chất xám trong này lắm đấy nhỉ. Rô. Chàng trai rô. Thì bà con này hay làm cái chuồng lắm nhá. Ở dưới nhà bên này ngoài cái bò với bê nhỏ ra thì còn quây cái tròn tròn này, tận dụng đá để quây vào để nhốt lợn. Vùng cao cái bạt này, cái nhà thì phải trăng cái dây này, vừa để giữ bạt vừa để giữ nhà này, dây vải này. Cây trống này. Đây, chú ấy cũng sợ đổ quá, chú trống cái cây này vào. Đầu kia cũng trống. Không nó xô nó sẽ đổ. Vẹo đi. Đây là cái cây trụ to nhất ở trong nhà này. Đấy, cây này thì rất là chắc nhá, gỗ gì ấy. Được mỗi cái này chắc thôi. Còn lại thì bỏ kẹp hết rồi. Thế là bây giờ là phải bỏ cái cơm này ra chậu à? Bởi vì cô hàng xóm mà cái nồi nhỏ này, cái nồi gang này, này gia đình đã ăn mèn mén nên là không có nồi nấu cơm. Là cái nồi nấu cơm này là phải mượn của nhà hàng xóm bên kia. Thế bây giờ nấu chín rồi là phải múc cơm ra để giả lại cho cô hàng xóm bên này, khổ quá. Nồi cơm không có nữa. Bé trai này chẳng biết nhà nào mà quần áo này. Quần áo thủng hết rồi còn đâu. Mặc này mát, có mát không? Hả? À. Đấy hết rồi. Ngày nào về đây nhem nhem nhúc nhúc này. Cái này mấy ngày mới tắm một lần quá. Sinh con gái ở đây thì rất là xinh. À, vào đây lò thà nào. Đâu nhờ gói kẹo anh gì vào đây. Này có thấy mấy nhân vật mới này. Tiếp tục cho các cháu kẹo nhá. Nó thả. Đi vào đây, vào đây nó thả. Ôi trời ơi. Nào, bé nào nhanh nào. Bé nào nào, bé nào xinh gái nhất nào. Đây. Đây. Xinh luôn này, xinh lắm này. Gái đây xinh lắm. Đâu rồi, bạn nào đi được bạn nào nào? Nào, bạn áo rách này. Bạn áo rách thưởng thêm một cái nữa. Ui, ấy trèo ở trên kia. Con gái. Ngại à? Nào. Đúng rồi, ra đây với chú, ra đây với chú, đi ra đây. Không hiểu à? Này, đấy, cao giáo chưa này? Đấy, lớn lên xinh lắm đấy. Thế là đội này là không có học hành gì hết ha. Con có biết chú nói gì không? Chi bâu à?
Đó. Đó. Hai tay nào. Hai tay gọi là gì? Ô tay. Ô tay. Ô tay à? O là hai à? Đó, đó đấy. Đây đây. Có cái gì đây? Chú xe à? Có cái gì đây? À, cái này có phải đi đi là đi sát hại chim đúng không? À. Tuổi thơ ùa về các bạn ạ. Ngày xưa Long là một xạ thủ bắn súng cao su ấy. Bây giờ thì chim bây giờ đi lên rừng chả thấy tiếng hót nữa rồi, toàn các xạ thủ nhí này thôi. Đây mình có một cái vết sẹo này đây. Một cái vết sẹo dài này là do chính là do cái này này. Đâu rồi, còn bạn nào chưa có nhỉ? Đâu rồi, con bé nấp sau cột cái cột kia, có chưa? À. Đây, ngại còn nấp sau cột nữa, đâu rồi? Cái, ra đây. Đây, ra đây. 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 Mày lớn nhất lúc nào mày cũng được một từ gì to nhá. Đấy, ăn đi xong rồi vứt vào trong... Vỗ tay, cả lớp vỗ tay. Đúng rồi, vỗ tay. Kẹo ngon thì vỗ tay chứ nhỉ. Cũng được đi học đấy, nhưng mà học toàn đến lớp 1, lớp 2 rồi là lại trốn thầy trốn cô đi thôi. Xinh gái ngay nhỉ, xinh chưa? Mình xinh lắm. Nhổ móng tay này. Trời ơi, có cắt móng tay bao giờ đâu. Đây ở với chú nhá, chú nuôi nhá. Long này có hai con trai các bạn ạ. Nên là nhìn thấy con gái này là yêu lắm, thèm. Đây, nhìn cô ấy đang phải lấy cơm ra chậu này để giả cái nồi cơm cho gia đình bên kia vừa mượn để nấu. Khổ quá, có cả cuộc đời có khi là chắc được vài bữa cơm thôi, chứ còn toàn ăn mén thì lấy đâu ra nồi nấu cơm. Đấy, thương quá cơ, các cháu nhỏ thì chả học hành gì. Hôm nay đây, Long đang ghi hình vào đây thì các bạn biết là thứ mấy đây. Đây, Sùng em quay vào đây này. Các bạn xem lịch thì không là lại bảo là đây thì các cháu chắc là ngày nghỉ các cháu mới ở nhà mất hay như nào. Đây là ngày mùng 2 tháng 11. Đây bây giờ đang là thứ tư này. Đây thứ tư các bạn này, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, ngày mùng 2 tháng 11. Đấy, Long ghi hình đúng vào ngày hôm nay nhá, thì tối nay sẽ đăng luôn video này. Thì đây các bạn là tất cả học sinh ở đây, các cháu này là ở nhà hết, không có đi học gì cả. Trường ở đây thì rất là xa. Ăn đi. Nọ. Ăn xong vỏ thử đâu nhỉ? Hả? À, vỏ để vào đây cho chú nào, để chú tí chú đi về chú đem qua thùng rác chú vứt nào. Nào, cho vỏ ở đây nào. Em bảo các cháu cho vỏ ở đây, ăn kẹo xong cho vỏ ở đây nhá. Hiểu không? Cho vỏ ở đây thì đúng rồi. Để tí nữa chú về chú cho vào thùng rác. Đây mình xem thịt đã ổn chưa, đã chín chưa. Cháu nhờ tí xem thịt chín chưa. Chưa chín mấy đâu. Lợn trên này thì toàn lợn đen, lợn kiểu lợn già ấy. Nên là luộc thì phải nhừ nhừ một tí. Thơm lắm. Thơm thật đấy. Ui. Mình vướng cực kỳ luôn, những cái chỗ này không quen, đập đầu vào liên tục. À, ngon không? Ngon gọi là gì? Ok. Kỳ quay ra cười. Này, lớn này cũng xinh này. Xinh lắm, cao ráo. Còn cái cháu xinh xắn này. Trai thì nhìn trông trộm vía. Đây bé út của gia đình cô chú đây, vẫn còn đang bú mẹ này. Cô lớn tuổi lắm rồi, chú nhìn trông có khi phải chạc tuổi bố Long rồi, về tầm khoảng 60 rồi.
Hôm trước thì Long đã gặp chú một lần rồi. À, thì ra là cái anh trai gọi là bây giờ gọi là cả trong gia đình thì cũng tình cảm ha. Thấy em bóc cầm nhỏ không bóc được bánh thì ra bóc cho này, mà không bảo đâu nhá. Là Long với em Sùng không có nhắc đâu mà tự làm đấy. Nước à? À cô mời uống nước, cho cháu xin húp nó khát quá. À thì đây gia đình có cái phích này, cô đang mời uống nước. Ở đây mà biết mà khách vào mà biết rót nước mời thì hiếm lắm. Đây. Cô biết để rót nước mời anh em mình đấy các bạn ạ. Thì là Long nghĩ là cô cũng là cũng là khá là hiểu biết so với cái người dân ở trên vùng quá cao này. Chứ bình thường vào nhà nếu mà mình mà không xin nước ấy, thì người ta không biết đâu. Người ta chỉ có chạy vào trong phòng và cầm rượu ra để tiếp khách là tiếp bằng rượu chứ không có mời nước như này. Đấy. Cô thấy vào trong này ngồi một lúc lâu lâu rồi là cô mời nước, nước sôi hẳn hoi này. Đó. Nước sôi này thì không uống được ngay, phải để nguội một chút. Ồ, thì chắc chín rồi đó. À, mềm, khá là mềm rồi. Nồi niêu xoong chảo không có. À, nồi nấu cơm thì mượn, còn cái nồi luộc rau này thì sẽ dùng để luộc thịt trước. Thịt chín thì sẽ tận dụng cái nước dùng này để nấu canh luôn. Chú để nhờ tí. Đấy. Bếp bản này. Đấy, nấu cơm trên bàn thì nó chỉ thiếu thốn đủ thứ mọi điều. Đến chiếc dao cũng không có luôn nhà. Đấy, bình thường ví dụ Long không mang dao rồi đi thì ra đường sẽ vặn, lấy tay vặn cái rau cải này thôi. Đấy, sẽ ăn luôn. Ui, chạm thùng à. Hôm nay các cháu ơi sẽ được ăn canh gọi là đầy đủ gia vị một chút. Nhưng ngày thường chỉ có luộc thôi, lấy đâu ra dầu ăn với cả nước mắm với cả mì chính gì đâu. Cô ấy thấy Long đang phải ngồi xổm để nấu ăn nên cô ấy chạy sang bên kia, cũng chạy sang nhà bên cạnh kia để mượn nồi về để đây cô nấu nốt đi. Mượn cái ghế ra để ngồi. Đây, lát nữa thì để thịt nguội nguội một chút thì mới có thể thái được. Thái cái đậu này trước nhá. Thiếu thốn như này thì cái đậu này thì Long cũng sẽ chả luộc nữa, thì trần qua đi thôi. Lấy nước sôi này trần qua đi vậy. Ừ.
này tất cả mọi thứ đều luộc, thịt luộc, đậu thì cũng trần, trần nước sôi, rau luộc canh nhé. Đây bát đũa rửa sạch xong mang ra cái phơi khô thích rồi đấy, thơm thoa luôn. Đậu phụ này ngày thường thì cũng chẳng bán đâu, ở trung tâm xã thì cũng chẳng bán đâu, phải đợi đến chợ phiên. Hôm nay thì bên xã này không có chợ phiên, xã bên xã lân cận xã này mới có. Anh em chúng tôi phải di chuyển sang xã lân cận để mua. Khổ lắm chứ này, chẳng có gì để ăn uống cả. Thịt này bây giờ cũng khá nóng ấy nhỉ. Ui, ngon quá, thịt này toàn đen thôi, thích lắm. Dao chuyên dụng luôn. Thái thích lắm, nếu một cái thớt được thớt to to này thích, hơi nóng. Em hôm qua cũng mới phát quần áo cho trẻ nhỏ thì lấy cái bạt này giải ra cho khỏi bị lấm quần áo ấy, thì tặng cô thì hôm nay chưa kịp lập nhà thì cũng tận dụng để giải ra làm cái chiếu luôn, chứ ở đây thì nhà cửa làm gì có chiếu cái gì đâu, chả có chiếu có bàn gì cả. Rồi xong rồi, lên mâm thôi. Ngon lắm, thịt này ngon thật đấy, thơm ơi thơm. Đây thì cái này thì chỉ dài dọc cái này thôi. Đó, ở đây này dọc này xong là bày lên đây cho các cháu ăn bữa cơm cho nó khổ thân. Học hành thì chả học. Mà mó, xuống đi các con, ăn cơm thôi, cho rau ra nữa là ok, đũa đây, bát đây rồi. Đấy. Để em sùng rót tí nước mắm này mà, cho các cháu chống, khổ. Đây, mấy cháu ở làng xóm quanh quanh đây ngồi quây quần hết ăn cơm mà. Cứ đi học lớp 2, lớp 3 nó nghỉ hết rồi. Gái này mặc váy cũng biết ngồi như này chứ đấy. Nhưng mà dạy dỗ cẩn thận là các cháu cũng biết đấy. Thì bữa cơm này thì anh em mình cũng chuẩn bị nó sơ sài thôi, bởi vì là đồ đồ ăn các thứ cũng chả có, chợ búa thì chỉ có thịt lợn với rau, ngoài ra chả có cái gì, có ít thịt lợn, ít đậu, ít rau cải mèn mén với cả cơm nữa, nên là có cơm ăn là cũng khá lắm rồi đấy. Chồng em cho em ơi, em lấy miếng thịt cho em ăn đi, cho em bé cái ăn đi, không em khóc. Nó đi, nó đi, các con này, nó mó đi. Ăn cơm đi. Nên các cháu chỉ ăn cái mua cái thìa này quen rồi, không biết ăn đũa đâu, lòng có mua đũa ăn sẵn kia nhưng mà không biết dùng, lại dùng ăn muối hết thôi. Ai biết dùng đũa thì dùng nhá. Từ bao dùng tao nó mà giỏ. Có cả bát con đấy, bát con Long mua một bộ 6 cái, chắc là chỗ này đông quá không đủ. Đấy, thì gia đình có 4 người thì cũng dự định là nấu cơm gia đình, nhưng mà đây các cháu sang chơi nữa thì quá vui luôn. À, hai anh em sẽ ngồi ăn cơm cùng chị với cả các cháu. Đấy cũng không biết là chị hay là gọi là cô, chắc là phải gọi bằng cô đấy. À, thì nó không đủ thì các cháu thế này thì không biết ăn đũa lớn như này rồi, nhưng mà ít cháu biết ăn đũa lắm. Sợ à, không dám cầm à? Trời ơi chết rồi này. Nó đi nhá, nó mén mén, nó cơm no đi.
ăn hết luôn nhá. Ăn đi sủng, sủng ăn cơm luôn đi. Đói đấy. Mà mua, mà mua, mà mua. À, mà sao à? Bây giờ chuẩn bị dạo xe một thuốc sáng leo nữa. Mà từ tiên nào cái chút qua vậy, cái chút qua. Thuốc sáng leo là cái gì này? Cô ấy răng lợi thì chẳng còn cái nào luôn đấy. Như thế mà mua. Nội tớ thì sao mùa, nó bê của nấy nó à. Mà bê ở tiên nói nè. Bê nó bê ở chỗ tiên nói nè. Gia đình thì bát đũa các thứ không có, mâm cơm cũng không có đâu. Ăn thì, ví dụ như ăn thì bỏ một cái chậu mén mén là một cái chậu rau này. Nữa là thế thôi, là cái cả nhà lấy thìa xúc thôi. Bữa cơm bình thường ở trên vùng cao thế. Thái, có ở lăng nét thấy đi em à? Bé kia sao đấy? Không ăn đâu. Có thắn đâu nè. Hay bé đi tìm thìa. Cô thì phải dùng thìa để bón cho em út này. Không có đủ thìa nữa. Mười mấy cháu này thì không đủ. Không biết dùng đũa. Thế ngày học ngày lớp 7 thì không biết dùng đũa à? Con cả nhà cô này này. Đấy, em bóc cho cháu một cái đôi đũa mới đấy. À, thì là bé không có thiền, là bé đi chắc đi tìm khổ thân. Bởi vì các cháu không biết nói đâu. Có khi là biết một vài câu nhưng cũng ngại không dám nói. Đấy. Ở trong tất cả trong đây, xem là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cháu. 13 cháu thì có duy nhất cái em áo xanh kia được học đến lớp 7. Là biết nói tiếng phổ thông thôi. Còn ngoài ra là không có ai biết cả. Chỉ là trái cái tên là này các bạn. Cháu nó. Kiểu học xong nó lại về nhà bố mẹ lại toàn nói tiếng Mông. Một nghỉ một vài năm là quên hết. Chữ thầy giả thầy hết thôi. Cô giáo học, thầy giáo trên này giáo dục cũng nỗ lực đủ kiểu rồi. Thậm chí là các cô giáo còn phải đi trồng ngô để cho các cháu xong công việc nhà để các cháu đi học đầy đủ hơn nữa. Cũng vất vả lắm. Gieo chữ ở trên vùng cao là không hề đơn giản đâu. Nhưng mà đấy, sự hiểu biết lông cạn của bố mẹ khó khăn. Cái khó bó cái khôn để đâm ra là cái giáo dục ở trên này cũng không thể nào mà một sớm một chiều mà có thể thay đổi được. Hai cua đó nó chết. Chắc là chú về, chắc là chú phải đi đỡ cả ngày tối mới về rồi. Chú nhìn còn thảm thương hơn cô ấy, nhìn trông già, trông là yếu lắm. Chắc là lâu lắm rồi mới có bữa cơm ngon như này. Ngày xưa đi học chịu khó đi học, còn trên lớp thầy cô còn cho ăn thịt chứ ở nhà thì lấy đâu cho thịt. Có mà cả năm không biết miếng thịt là gì. Bữa cơm không thôi đã khó rồi, mình ăn toàn ăn ngô thôi chứ lấy đâu ra cơm, chứ đừng nói gì đến thịt. Mẹ sang nè, con phải mẹ sang nè. Chưa từng ăn bao giờ.
Có lẽ là các cháu đã lâu lắm rồi mới được ăn thịt. Ăn thịt cách đây bao nhiêu ngày rồi? Hả? Có hiểu anh hỏi không? Không. Không hiểu à? Mười mấy cháu ngồi quây quần ở đây, chẳng được đi học hành gì cả. Đấy, khổ lắm. À, ngày hôm nay thì chúng tôi có chuẩn bị một chút đồ ăn nhỏ nhỏ đến để cải thiện phần nào đó, mua cả bát cả đũa mới vào đây cho gia đình để cải thiện cái bữa ăn đi, chứ ăn thì toàn ăn bằng gọi là bằng xô bằng chậu này thôi, những cái mèn mén khô không nuốt nổi luôn. Hôm nay có cơm đến thì đây, cái thau cơm là cái thau hết đầu tiên các bạn. Thau cơm và thau thịt thì lúc nào cũng hết đầu tiên. Các cháu thèm khát một bữa cơm trắng thôi. Còn cái thau mèn mén thì vẫn còn nguyên đấy, bởi vì đã lâu lắm rồi mới được ăn cơm. Trên này thì không có cấy được lúa, khổ lắm, không có tiền mà đông gạo nữa, no đấy các con. Nhìn cái hình ảnh các cháu ăn như này thì vừa thấy vui mà vừa thấy thương. Thương quá, ăn ngấu ăn nghiến. Mà có lẽ là video này thì chúng tôi sẽ dừng máy tại đây. Một cái thước phim vô cùng là tuyệt vời. Và thêm phần nữa là hôm nay có anh Thanh Bình đang sinh sống tại Mỹ. Anh có thành lập quỹ gửi tới kênh Về Miền Tây Bắc. Thì hôm nay thì Long xin phép anh được trích ra 1 triệu đồng để mua bát đũa, mua thiết yếu phẩm, mua gạo, mua đồ ăn. Thì hết 600 ngàn đồng, còn dư ra 400 ngàn đồng. Thì ngay từ điểm hiện tại này thì Long sẽ gửi tặng cô tiền mặt để cô có thể mua quần áo hoặc là bất kỳ thứ gì đó mà gia đình cần thiết. Đó. Cô ơi, em bảo với cô là có anh Thanh Bình tặng cô này. Còn 1 triệu bây giờ còn dư ra 400 ngàn đồng. Cấm. Nào. Cầm đấy nào. Không ngại đâu, cầm đấy. À, bữa trước thì Long có đến ghi hình thì đã tặng gia đình 400-500 ngàn đồng rồi. Cô bảo cảm ơn hay gì? À, cô cảm ơn Thanh Bình, anh Thanh Bình đúng không? Rồi. Thì đó là cái quỹ ngày hôm nay được trích ra từ anh Thanh Bình sinh sống tại Mỹ, gửi tặng gia đình 400 ngàn đồng tiền mặt, còn 600 ngàn đồng là mua thiết yếu phẩm, gạo và đồ ăn, mắm muối, mì chính, bát đũa, đúng không ạ? Như dặn cô là có cái bạt này thì ăn xong là phủi sạch đi để nộp lên mái nhà chỗ nào rột nhá. Đấy. Thì chú hôm nay thì đi đỡ bản làng dựng nhà, hôm trước đỡ đám ma, hôm nay lại dỡ nhà nào đựng nhà nữa. Cần dùng việc gì thì cứ dùng thôi, cái bạt này này, để lâu là nó cũng để dưới đất nó ải đi. Đấy, các cháu cũng ăn cơm và bắt đầu đứng dậy dần rồi. No chưa? Kiểm tra bụng xem nào. Đấy, xoa bụng xem nào, có bé nào bụng to chưa? Rồi, chúng tôi xin khép máy tại đây. Xin chào và gặp lại các bạn ở những số gần nhất trên kênh. Xin chào.